chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Thì trong phân khúc màn hình tầm trung bây giờ khoảng 7 triệu đồng thì anh em sẽ có khá là nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên với 7 triệu đồng mà sở hữu một màn hình đồ họa độ phân giải lên đến 2K thì mình mới chỉ thấy có LG làm được điều này. Cụ thể hơn thì là LG 24QP750 đang ngay cạnh mình đây. Thì màn hình của LG từ trước đến nay vẫn luôn hiện đại này, hướng đến sự gọn gàng và luôn đi đầu xu hướng dù là thiết kế hay về công nghệ. Nhìn vào thiết kế bên ngoài trước thì đầu tiên là có lẽ sẽ có rất là nhiều bạn thắc mắc là thiết kế bình thường mà có gì khác biệt so với những mẫu màn hình khác đâu mà mình lại nói như thế kia. Nhưng mà không, ở đây bình thường đối với một chân đế vuông như thế này, mình đã nghĩ là nó sẽ giữ chiếc màn hình ở im trên bàn và không di chuyển gì cả. Tuy nhiên với thiết kế thông minh của mình thì LG đã lắp đặt một vòng tròn ở dưới đáy để có thể xoay qua xoay lại chiếc màn hình này. Xoay lại này. Và ở đây thì ở chiếc màn hình này thì các bạn đi ăn tiệc hay là đi ăn cỗ nó có cái bàn xoay ấy, thì chân đế của LG hoạt động y như vậy. Nhưng mà chân đế thì vẫn cực kỳ chắc chắn, các bạn chỉ có thể xoay ở im một chỗ như thế này mà thôi, chứ không có chuyện là vừa xoay màn hình nhưng màn hình lại di chuyển lệch ra khỏi chỗ để. Thế là hoàn toàn yên tâm về vấn đề này nhá. Với ý kiến cá nhân của mình thì mình đã từng thắc mắc rằng là tại sao LG không làm chân đế hình tròn để người dùng có thể dễ nhận biết hơn trong việc sử dụng tính năng. Vì nếu như không trực tiếp trải nghiệm thì có lẽ là chắc mình cũng không biết là màn hình này có thể xoay được hẳn là một vòng tròn đâu. Và thế nhưng mà vì tính nhận diện thương hiệu mà, thế nên là mua cái gì thì mọi người cũng sẽ xem review trước đúng không? Thế nên đây cũng không phải là một vấn đề gì quá lớn lắm. Điều chỉnh độ cao thì cũng rất là dễ dàng này, các bạn cũng sẽ chỉ cần ấn nhẹ lên, ấn nhẹ xuống là chúng ta đã có thể điều chỉnh độ cao rồi. Mặc dù là cái phần lò xo trong này nó hơi nhẹ một chút. Ở đây thì phần màn hình này cũng thay đổi góc nhìn cũng rất là dễ khi có thể ngửa lên và xoay được là một góc 90 độ ở cả hai bên luôn. Tiếp theo thì phần viền màn hình mỏng luôn tạo cho chúng ta hiệu ứng tràn viền này. Và việc ghép 2 hay 3 chiếc màn hình lại với nhau bao giờ cũng cho cảm giác liền mạch hơn. Cổng kết nối thì sẽ được đặt hết ở phần mặt sau của màn hình với hai cổng USB Type-A, hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort và thú vị nhất là một cổng USB Type-C với công nghệ Daisy Chain cho phép kết nối laptop của các bạn với màn hình qua cổng Type-C tích hợp DisplayPort và kết nối màn hình này với một chiếc màn hình nữa qua cổng HDMI. Điều này thì có nghĩa là không cần cầu kỳ quá là nhiều dây nối này, các bạn chỉ cần một cổng USB Type-C thôi là đã có thể kết nối được nhiều màn hình với nhau trong cùng một chiếc laptop. Ở đây thì tiếp tục với phần màn hình này, ở đây thì tại sao mình lại nói đây là một chiếc màn hình đồ họa mà không phải là màn hình gaming? Thứ nhất thì độ phân giải cao lên đến 2K, màn thì là màn 24 inch mà độ phân giải tận 2K chứng tỏ màn hình này siêu nét. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm công nghệ HDR với 99% giải màu sRGB, độ sáng lên đến 300 nits sẽ hỗ trợ về màu sắc và độ sáng nhất định để người dùng có thể xem được nội dung với hình ảnh và chất lượng màu sắc chuẩn nhất. Tuy nhiên thì tần số quét lại chỉ có là 75Hz thôi. Chính vì tần số quét không cao thế nên là nếu dùng để chơi các tựa game liên quan đến bắn súng, đua xe hay các tựa game hành động thì màn hình này vẫn có thể sử dụng được. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi tiền đình một chút nếu như các bạn chơi nhiều. Màn hình này thì sẽ hỗ trợ chuẩn VESA là 100x100mm, có thể hiểu là cho khả năng tương thích này, hỗ trợ này và chất lượng hiển thị của màn hình này cực kỳ tốt để các bạn có thể sử dụng thoải mái. Màn hình này thì có kết hợp AMD FreeSync với các công nghệ khác như là chống nháy hình này, làm giảm ánh sáng xanh, với chế độ đọc sách thì sẽ tự điều chỉnh độ sáng trên màn hình sao cho phù hợp với cả mắt của các bạn nhất. Và với mức giá hiện tại thì đang là 7.180.000 đồng thì mình nghĩ là sẽ phù hợp với những ai làm về đồ họa, cần chất lượng hình ảnh đẹp và đang tìm kiếm một mẫu màn hình có thể sử dụng lâu dài. Với đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.